Hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách bốn cách để chụp ảnh màn hình điện thoại VisaMark. Thì mình phát hiện ra là trên điện thoại VisaMark này nó có đến bốn cách để có thể chụp được ảnh màn hình. Thì nó rất là nhanh, có nhiều cách rất là nhanh. Thì mình sẽ hôm nay sẽ hướng dẫn nhanh nhanh cho các bạn. Thì anh em thông cảm nhé. Thì hôm nay mình cũng không có đủ dụng cụ ở đây nên mình để nó trên cái nền hơi xấu. Thì đầu tiên thì cách chụp ảnh màn hình điện thoại VisaMark, cách đầu tiên thì các bạn nhấn vào cái nút nguồn và cái nút giảm âm lượng, thì hai cái nút này các bạn ấn đồng thời cùng một lần. Thì đây mình sẽ thử, đầu tiên mình sẽ chụp thử. Ok, mình sẽ nhấn đồng thời hai cái nút này đó. Ok, màn hình điện thoại đã chụp rồi nè, thấy chưa đó, mình ấn lại thử nè. Đó, cách này là cái cách nhanh nhất mà mình hay dùng nhất luôn. Còn cái cách thứ hai, vuốt màn hình từ trên xuống, vuốt màn hình từ trên xuống, vuốt xanh thông báo xuống cho nó kéo dài nó ra. Các bạn kéo qua bên tay phải này, thấy chụp ảnh màn hình này, trên cùng bên tay trái này, nhấn vào đây. Ok, nó đã chụp rồi. Đó là cách thứ hai. Còn cái cách thứ ba thì cái cách này mình thấy nó cũng cũng được, cũng nhanh. Đó là bạn có thể nhấn và giữ cái nút nguồn đến khi nào nó hiện lên cái thanh ở bên hông này, nhấn giữ cái nút nguồn nó hiện cái thanh bên hông này lên, thì ở trên nó sẽ có lựa chọn là tắt nguồn. Cái này là khởi động lại, còn cái này là chụp ảnh màn hình, thì các bạn nhấn vào chụp ảnh màn hình. Ok, màn hình nó đã được chụp, nó cũng rất là nhanh. Và một cái cách cuối cùng là một cái cách mà mình không thích lắm, nhưng mà nó có thể biết đâu được bạn sẽ thích cái cách này, thì mình có thể sử dụng ba ngón tay này, bạn vuốt nhanh trên màn hình. Nhưng mà lưu ý vuốt nó đè nó hơi mạnh mạnh tí nhá, thì hơi nhanh tí, hơi mạnh tí thì nó sẽ dễ hơn. Đây đó, mình làm nó, cái cách này nó không tối ưu lắm, tại vì hình như đôi khi nó bị nhầm lẫn với những cái tác vụ khác thì mình vuốt nó không được đó. Bây giờ nó như đây mình làm nó không được là đó, bây giờ thì nó lại được đó. Cái cách này nó không có tối ưu lắm đấy, bây giờ thì lại được đó. Thì cái này tùy bạn thôi, bạn có thể chọn cái cách nào đó dễ nhất cho mình. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách nữa là khi mà chụp ảnh màn hình á, thì đối với một cái văn bản, nó ví dụ bạn chụp một cái bài viết đây, bạn chụp một cái bài viết trên mạng, nhưng mà một cái bài viết này nó rất dài, nhưng mà các bạn muốn chụp hết cái bài này luôn, hoặc là chỉ chụp một đoạn, ví dụ một bạn muốn chụp một cái đoạn từ đây cho xuống tới khoảng đây đi, từ chỗ cô gái này đi, thì các bạn làm sao có thể chụp được một lần mà chụp hết chừng này trong một khung hình được, đúng không? Thì các bạn phải sử dụng phương pháp chụp cuộn. Thì tại đây mình sẽ nhấn giữ nút nguồn, có nghĩa là bạn ấn vào bất cứ cách chụp nào cũng được đó. Mình ấn chụp màn hình xong mình nhanh tay mình sẽ nhấn vào cái nút mũi tên đổ xuống ở trên dưới cùng bên tay trái. Đây mình sẽ làm lại cho các bạn xem này. Đấy, bạn nhấn giữ nút nguồn đến khi chụp màn hình. Ok, xong nhấn vào cái nút mũi tên dưới cùng bên tay trái thì nó sẽ ra hai lựa chọn cho bạn là chụp cuộn và hoàn thành. Thì các bạn nhấn vào chụp cuộn một cái này, đó, nó kéo xuống một tí này, kéo xuống một tí này, thêm một tí nữa. Ok, thế cuối cùng mình sẽ cố gắng để kéo nó chụp nhiều nhất có thể đó. Ui, mình thấy cái này nó có thể chụp cho mình một tấm ảnh rất dài luôn. Ok, mình có thể chụp hết được hết cái bài viết này luôn. Rồi khi mình chụp xong thì mình nhấn vào hoàn thành này. Ok, thì bây giờ để mình kiểm tra và thử nó có lưu hay không nha. Vô ăn ảnh thì nó nằm trong đó. Ok, mình vừa chụp được cái bài viết này đây, nó rất dài, mình có thể chụp được hết cái bài này luôn chỉ với một shot hình thôi nha các bạn. Đó, rất đơn giản, rất hiệu quả, rất là tiện dụng nữa. Nhiều khi chụp màn hình mà chụp có một cái nội dung mà chụp đến hai ba ấy thì nó đôi khi nó khó chịu, nó giúp bạn xem hết được đó. Thì bốn cách chụp ảnh màn hình điện thoại VisaMark đó, và cái cách chụp cuộn này đó, thì nó cũng rất là đơn giản, rất là ngắn gọn thôi. Thì cái kênh mình đây nó cũng mới mở nữa, mới lập thôi, thì mình cũng chưa có đầu tư gì nhiều, tại vì nó còn cái thời gian đi làm, mình còn phải làm rất là nhiều việc khác nữa. Thì đây cũng là một cái đam mê ngoài thời gian thôi, nên các bạn là thấy kênh mình hữu ích thì hãy ấn vào nút đăng ký vào bên dưới nha các bạn, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới nhé, thì để ủng hộ cho mình một vài subscribe đi, để mình có động lực mình làm thêm những cái video hướng dẫn hay hơn nữa cho các bạn. Rồi mình chúc các bạn thành công nhé.